là ấm rồi, Ấm quá. ấm cúng luôn. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng mọi giá trị bằng chính những giao dịch thực tế của bản thân mình xuyên suốt trên thị trường để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, mọi nhà đầu tư có thể đánh giá và trực tiếp thấy rõ về những giá trị giao dịch này trên thị trường. Nhà đầu tư cần phải hiểu rằng đây là cả một chặng đường dài của bất kỳ một ai hay một nhà đầu tư nào. Ngay từ những bước ban đầu khi tìm hiểu, trải nghiệm về thị trường giao dịch Forex, phải nhìn nhận, phải đánh giá và phải thấy rõ được những giá trị vận dụng này vào trong thị trường thực tế. Và người đứng ra chia sẻ họ phải minh chứng từ chính những giao dịch và sâu full toàn bộ lịch sử giao dịch trong một thời gian dài để chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá các kỹ năng giao dịch, tâm lý giao dịch trên thị trường và kết quả giao dịch của bản thân họ. Có như vậy chúng ta mới nhìn nhận, chúng ta mới đánh giá được rằng người đó có giao dịch được hay không. Không có chuyện thầy dạy Forex hay áo quân Forex thế giới hoặc pro trader hoặc chủ các kênh YouTube đang chia sẻ Forex và các diễn đàn Forex đang chia sẻ cho các bạn những giá trị kiến thức hay phương pháp kinh nghiệm trên thị trường, mà ra ngoài chỉ đọc tín hiệu, phân tích về xu hướng, đưa ra những chiến lược trên thị trường và điểm báo ra trên thị trường, không chịu giao dịch thực tế sâu full toàn bộ lịch sử mà chỉ sâu lệnh ăn ở trên điện thoại di động, thì xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những thằng lừa đảo bịp bợ trên cái thị trường về đầu tư Forex này mà thôi. Giao dịch được thì phải chứng minh được, giao dịch không được sẽ không có giá trị chứng minh trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, dùng mồm, dùng mõm chia sẻ là sao? Là những gì mà bản thân những kẻ ngoài kia không chứng minh được thực tế trên thị trường thì đó gọi là dùng mồm, dùng mõm trên thị trường. Phân tích như đúng rồi, đưa ra chiến lược như bố mẹ của thị trường, nhưng giao dịch thực tế chứng minh về chứng những điều mà bản thân chúng đang đưa cho nhà đầu tư thì tuyệt nhiên chúng ta không thấy bọn lừa đảo tip up này áp dụng vào trong thực tế. Vậy thì lấy giá trị gì ra mà mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, lấy giá trị gì ra mọi nhà đầu tư có thể đánh giá và trực tiếp thấy rõ được những kẻ này đang áp dụng vào trong thị trường thực tế. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân các bạn đang trải nghiệm thực tế trên thị trường, hãy nhìn vào trong thị trường thực tế để hiểu được rằng con đường các bạn đang đi nó thật sự là rất khó và không hề đơn giản giống như những gì bọn lừa đảo bịp bợm ngoài kia đang nói với cả chúng ta. Chưa học xong thì tiền đã về, hoặc đang học thì tiền về ngay tại lớp, hoặc học vừa xong ra ngoài có thể kiếm tiền ngay cả chính thằng thầy dạy Forex nó còn không chịu vận dụng, không chịu áp dụng vào trong thị trường thực tế. Vậy thì làm sao chính nhà đầu tư có thể đưa ra những giá trị vận dụng, áp dụng vào trong thực tế để tạo ra lợi nhuận cho chính bản thân các bạn được trên thị trường về đầu tư Forex này? Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân các bạn trải nghiệm về thị trường giao dịch Forex, hãy nhìn nhận cho thấu đáo để hiểu được rằng đâu là cả chặng đường dài mà bản thân chính nhà đầu tư Forex cần phải trải nghiệm, cần phải có thời gian để nhìn nhận, cần phải có thời gian để đánh giá. Tôi chia sẻ bằng thực tế để làm sao hỗ trợ được cho bản thân chính các bạn khi tham gia vào trong thị trường này, hãy đánh giá rõ về toàn bộ các phương pháp, về toàn bộ các kỹ năng giao dịch cũng như các diễn biến trên thị trường để làm sao các bạn hiểu được rõ một vấn đề. Tất cả những giá trị của kiến thức hay phương pháp trên sách vở hoàn toàn khác xa so với cả những gì đưa vào trong thực tiễn. Những giá trị kinh nghiệm thua lỗ nó khác xa hẳn so với cả những giá trị kinh nghiệm để tạo ra lợi nhuận trên thị trường để đầu tư Forex này. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý để trải nghiệm trên thị trường về đầu tư. Tôi mong muốn rằng bản thân các bạn hãy nhìn vào trong thực tế để đánh giá rõ về những giá trị này, để hiểu được rằng đây là cả một lộ trình dài của bản thân. Bất kỳ một nhà đầu tư nào khi trải nghiệm thực tế về thị trường đều cần phải nhìn nhận, đều cần phải yêu cầu bất kỳ một ai đang chia sẻ với nhà đầu tư minh chứng vào trong thị trường thực tế. Mời nhà đầu tư theo dõi live stream này. Buổi sáng nay tôi sẽ có một số việc nên tôi like ít nhé, anh em ngồi xem ít phút, tôi còn có một số các cái công việc riêng nha. Lên ngồi với anh em chút xíu. Mà tao dập luôn. Đây.
Top 10 trader giỏi nhất, giỏi nổi tiếng nhất năm 2021, mà tao xin mẹ của mẹ. Mẹ tao lao mới lao, hôm nay tao đéo bịt. Tao sầu luôn. Full HD không chế. Full HD không chế. Anh này. Anh này học trò Quảng Bình. Tướng. Học anh năm 2017-18. À, anh em xem nha. À, chào anh em, tôi phải làm việc xíu. Ok nha. À, lên cho anh em xem mở bát đầu tuần nhé.